khó hiểu. Không là hơi ít người biết nguồn gốc nó khó. Vâng. Các cụ ngày xưa đặt thôi chứ. Ô lần trước em đi mình đi đi đủ các loại hang xong nó có cái rung cụ nào tên là đồ. Nó có những cái rung rung xuống cơ nhỉ? Nó có cái rung rung xuống nữa cơ. Cái nhũ đá. Ừ. Thế là chưa tới à? Cũng có chỗ sẽ có. Bầu con nữa cả, cẩn thận không? Đây bập vào đây đâu, tối đâu không nhìn thấy này, bập vào này. Vì riêng ở đây là khu đỉnh này ấy, là có nhiều hang lắm. Vâng. Và khi một ngày không hết. Thế nên là nói mà tại sao như bác vừa nói là bảo là có người gọi là đột, nó nhiều cái phát đột ra những cái gọi là thông minh mới thì gọi là đột. Ờ, đột biến đấy. Vâng, biết như vậy. Có thể là như vậy. Nhưng mà nó ở cái này, thực tế thì nó lại có gọi là hang vòng hút. Thế tại sao gọi là hang vòng hút? Là nó ở chỗ đấy là một cái hang mà nó vào giữa hang là nó xà ra diện xuống là mình không đi qua được. Còn là ở cửa hang là nó ở bên ngoài mưa gió rồi cái người cũng là cá. Vâng. Vâng. Là ngày xưa là thực tế nó gọi là như là nó còn Anh biết là cái hàng này là phát hiện ra lâu chuyện từ thời Pháp, trước thời Pháp luộc hay là như này ạ? Thực ra mà nói là cái hang này thì phát hiện ra lâu rồi, nhưng lâu là nó lại như thế này cơ ạ. Vì hồi xưa chúng ta vào đây là nó ở chỗ là chỉ mạo đến quãng xa quãng là nó đá thì mình không đi được. Là cũng chỉ vào đây thì xoay cát thôi. Vâng. Vậy cho nên là đến cái này là không đi được. Thế thì cái chỗ về sau này du lịch thì là bắt đầu mới khai thác. Thế nên là mở phá ra thì là những cái chỗ mình không thương cũng đi được. Vâng. Thì ngày xưa vào đây chỉ có bắt cá. Ở dưới này có cá không? Vẫn có đấy. Ở đây có cho và đây cũng là xa xuống là đây nút mì khá đây chỗ này là bánh mì đây đúng không? Khoảng mì là không mì này còn cái này là nguyên thủy đấy. Vâng. Úi ngon nha, bập đầu ấy. Người ta mắc dây điện đến cả vấn đề nha. Đây rồi. Bắn dây. Cái này mình cũng là thông thường là nước chỉ có như thế này lên chứ không lắm thật. Trời mát nhỉ. Đây là hang thôi chứ đi kia là đi động đẹp hơn. Đi động của Việt Nam lắm. Nếu mà đi đường không một cái này là hang không, cái này là hang trèo khác hẳn. Đá. Nhưng mà cái này là hang là đi trải nghiệm, cái này hay. Cái còn động thì nó lại là khác, động là khác, đây gọi là hang. Đây chỗ này là phá đây này. Họ đẽo thêm mà hai năm. Vâng, cái này là như bản đấy. Có đoạn nào phải chỉnh sửa không? Để đi qua có đấy ạ, cũng có chỉnh sửa như vậy, chỗ nào sửa là chậm nó đến sửa là nó phải có nhũ này đúng không? Vâng. Sửa lên nó không có cái nhũ mà nó khác. Cái nhũ đá này nó nhiều năm nó nước nó chảy nó mới thành được. Hàng nghìn năm mới có. Vâng. Đây có mấy cái nhũ này. Đây, cái nhũ này. Đó. Cẩn thận đấy.
cứ như là kiểu vú mấy con heo ấy nhỉ, mấy con lợn. Ô, cúi đầu xuống nhá. Cũng sắp đầu xuống. Ô, ngồi hẳn xuống. Ơ, ngồi hẳn xuống. Cái này thời Pháp vào càn thì cứ chui vào trong này được không? Ôi, Pháp thế này là cô lại cũng cũ. Pháp lại còn cũ cũng không ấy được. Việt Nam mình càng dầm rú ấy thế này sao mà thằng Tây nó chịu được. Cái này về mùa đông cho này có ấm hơn ở ngoài không? Vâng, mùa đông ở trong này ấm ạ. Vâng, nhưng ngoài thì lạnh cái là trong là nóng sực như là nước cởi áo. Đầu hang đến cuối hang thì trèo khoảng bao lâu thì giờ hết? Vâng, cứ khoảng độ đến 15 phút. 15 phút. Cái hang này một cây số cơ mà. Vâng, một cây số. Nước đây cũng đông thôi. Nó khoảng độ chừng 60 phân phòng. Chỗ sâu chắc là 1 mét. Đến lúc mà nước nó lên nữa thì... Vâng, nước lên nữa thì... Không được vậy. Nói chung là lại... Bơm. Ngồi thật chứ nếu mà nước to nữa là thôi không đi được. Đúng rồi. Vâng. Nước to nữa là không được trèo vào đúng không? Vâng. Vì mấy cái đợt mưa bão nhiều, mưa nhiều thì là... Mưa xối xả hàng 100, 200 đi đấy là... Tức là phải đóng cửa nó. Nhanh lắm. Vâng. Cái đoạn này vòm cao nhất. Đây có cái đồi. Đây có cái cục đất, à cục đá. Ồ, đây là cao đẹp đây. Đây. Chỗ này là làm được nhà bùng ngủ bùng khách ở đây con này. Đây. Wow, trông như những cái tảng đá dán lên ấy. Đẹp nhờ. Đây. Chuẩn bị đến đoạn thấp. Trên thực tế cũng có đơn giản đấy, đoạn thấp ngồi nhỏ thì chi dưới này. Thế cháu. Mắm thì ngồi tì xuống dưới này này. Ngồi tì xuống dưới là được. Ô, như là đi kiểu đánh quân thù ấy nhỉ. Giống như là cầm như này lên. Hả? Đây, cái này là mình phải nó thấp quá là nó hẹp là mình phải mở rộng ra. À, cái chỗ này là mở đấy. Mình còn là nó nguyên bản nó phải có các những đá. Ờ, những đoạn này là cái đó. Bắn bê tông ra, đá bắn là bắn đá. Khai thác nó mở rộng ra. Thì nó mới thành cái vùng nó mở rộng. Chỉ có bác khoảng hai như bây giờ các bác những cái cây cảnh của các bác cũng thể để uốn thì nó theo ý của mình được. Và tuy nhiên là sang chiều lòng người là theo ý của mình được. Các bác là cái cơ bản để dựa vào đấy mình cải tạo thôi. Thế người ta mới gọi là cái viên đá. Những chỗ là đánh nhau điện đàn đúng không? Điện đàn, cái điện đàn xong mà đánh cái tẹt 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 ấy, đúng không? Em nói chuẩn không? Điện tín, điện đàn, gọi là điện đàn, bộ đàn, điện đàn, điện tín đây, em nói chuẩn luôn. Không biết mình có cái gì cũng đếm 1, 2, 3 cái gì cũng đếm 1, 2, 3 có tài. Ở đây cũng có xuống nữa thì ta đi vào đây. Đây có nhũ rồi, đây là nguyên thủy này. Chắc cái chỗ này là
là nguyên thủy, nó còn những cái nhũ này, cổ ong này, đúng không? Còn những cổ ong còn nguyên thủy đấy, chỗ này là nguyên thủy đấy. Cái nào nó giữ được đấy. Ừ, đẹp thế, nó giữ lại được đẹp thế. Triệu la nó kiếm. Chỗ này là cao rồi hả? Ui nước, nước nó chảy ra vợ. Đây là nhũ ơi, đẹp thế. Chỗ này đẹp nhỉ, tần nhũ cao cao. Ôi lần em ngồi vừa rớn đi vào ấy đấy. Ui. Quay lại trên này là núi đấy phải không? Quay lại để quay chụp cái cảnh sau núi đá đây trước mặt đây này. Ồ, đẹp trên đó. Ồ, đây cái này đẹp này. Vâng. Đẹp, ồ, đẹp nhá. Đẹp lắm mang. Em còn phải làm sạp cơ. Để làm nước mà tăng. Ờ, phải làm giáp. Như mùa hè mà. Đâu có cái lần cũng đi vào mùa. Có một lần đi vào mưa nữa là phải mặc áo mưa trèo vào trong này. Mưa thì cao hàng nó chảy như là suối. Vâng. Như cái núi đá này em đi đây thì em đi mấy lần này, em cũng đi nhiều ấy chứ không phải là không. Đấy, ra ngoài này là khoảng thấp, từ đây ra ngoài cửa hang là thấp được cả. Cúi liên tục. Ồ đẹp thế nhỉ, chỗ này như nhũ đẹp. Ồ. Wow. Đẹp ha. Ồ. Bồ con nó cúi xuống nha. Cái đoạn này người ta phá đi này, người ta đi này. Cái đoạn này người ta bên tay trái là giữ nguyên. Giữ nguyên nhũ này, đẹp chưa? À, chúng ta xuống cái này thì nhìn được vào. Wow. Đẹp quá nhỉ. Đẹp quá. Nước này, nước nó chảy nước mát rồi đấy, nhìn cuối. Kiệt là đi ở đây lần trước đi cũng đi đây với mình rồi. Lần trước là chú Tùng ấy. Đi xong đi từ Huế anh Nam ấy. Yeah. Lần trước cả Kiệt đi đây nữa mà. Ra hang rồi. Đây là mấy cọc chứ không? Vâng, cắm để thuyền không đi vào trong mà. Còn đây ạ, báo cáo bác đây là hình một con cá sấu. Ồ. Đâu ạ? Ồ. Cạn nó cần đặt kim loại này cơ. Ồ. Trông cửa hang. Con cá sấu để trông cửa hang. Vì hang này là... Ok. Nó nhiều cái bí ẩn lắm. Vâng, nhiều cái bí ẩn là nó thực tế lên như này. Cửa hàng bên kia khi khai thác vào là trước kia là nhưng em mà vẫn cần đội bình thường cả không biết sao. Dạ. Khi du lịch khai thác ở lỗ hút bùn thấy một cái quan tài của một người con gái. Dạ. Ở giữa lòng hang ở đây đấy. Vâng, ở đợt cửa hàng bên kia của thế là ngày xưa người ta phải hút bùn đấy phải không ạ? Đấy là thời kỳ bắt đầu khai thác đấy. Thế là thấy cần nhiều lắm. Cái hang này là toàn ở bên dưới chân núi. Vâng. Dưới lòng núi. Cho nên là ngoài cửa hang đền chỗ cái núi xuống
thì lúc mà nó hút bùn thấy hai bùn hải cốt từ người Nam đứng gác cả đấy. Vâng. Wow. Đứng là hình hải cốt đứng. Nhưng mà không biết của ai, không biết. Không thể biết được. Thuộc về ngày xưa người ta đào lâu. Ồ. Là cái núi đá dựng đứng nhỉ. Cái này ở cửa hang này thì nó hình một con như con một cá sấu, đấy là nó đấy cũng là thiên nhiên rồi nó tạo nên chứ còn không ai mà bê và để cái đấy cả. Nó tự nhiên hết. Vâng. Tự nhiên hết.